Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cùng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. Huyện Tĩnh Gia ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. 6 tháng đầu năm, khu du lịch biển Hải Hòa đón trên 70.000 lượt khách. Xã Hải Bình tích cực triển khai công tác chuẩn bị diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2016. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến thăm làm việc tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện, có đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác về tình hình xây dựng và phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau 10 năm thi công, đến nay khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 135 dự án, trong đó có 127 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 96.000 tỷ đồng, 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 12 tỷ USD, trong đó có nhiều dự án lớn như Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, các dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2, khu Liên hợp gác thép Nghi Sơn. Giai đoạn 2011-2015, giá trị sản xuất khu kinh tế Nghi Sơn đạt 44.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6.700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 45.000 lao động. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của khu kinh tế Nghi Sơn đối với tỉnh Thanh Hóa và cả nước, đồng thời yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan và tỉnh Thanh Hóa, kiểm soát chặt chẽ quá trình xây dựng quy hoạch khu kinh tế Nghi Sơn khi được điều chỉnh mở rộng. Trong đó, cần quan tâm đến việc quy hoạch và đầu tư các công trình nhà ở cho lao động trong khu kinh tế, kiểm soát chặt chẽ các vấn đề về môi trường, nghiên cứu đề xuất xây dựng các khu xử lý nước thải trong khu kinh tế Nghi Sơn theo đặc thù của từng khu công nghiệp, đồng thời thành lập hội đồng nghiệm thu công trình xử lý nước thải, chất thải rắn trước khi cho phép thải ra môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm. Các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án đi vào hoạt động theo thời gian quy định. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đi thăm nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao năng lực của các nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ thi công. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu cần làm tốt một số vấn đề sau. Trên cơ sở thành lập một cái hội đồng nghiệm thu và nghiệm thu làm chính nghiệm thu nhà nước nhé. Vì đây công trình rất quan trọng, đặc biệt. Đấy. Và để có cơ sở nghiệm thu thì cần phải có các chuyên gia, tổ chuyên gia. Nhưng mà có thể là mời tư vấn độc lập nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý các chất thải dầu khí để đánh giá về công nghệ, đánh giá về quá trình hoạt động. Đấy. Từ đó làm cơ sở cho hội đồng nghiệm thu
kết luận. Cái này dù chậm nhưng cũng phải làm, vì bài học Formosa và bài học của rất nhiều những tác động do con người gây nên với môi trường, nhưng đặc biệt là môi trường biển, thì chúng ta không thể chủ quan. Cho nên tôi đề nghị các nhà đầu tư và đặc biệt là liên doanh, các nhà lãnh đạo phải tạo cái điều kiện để cho các nhà tư vấn họ kiểm tra. Nói là kiểm tra đây nhưng thực ra cũng nhẹ nhàng thôi, bởi vì công nghệ của Pháp chẳng hạn thì đã rõ rồi. Rồi những cái công nghệ mà thì các nhà sản xuất họ đã có rồi, cho nên tất cả những vấn đề đó thì phải đập vào để khẳng định thêm. Vâng, khẳng định thêm để cho người dân yên tâm, và do đó cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định lâu dài. Và tôi mong muốn là liên doanh sau này cũng cần phải quan tâm đến cái nhà ở cho người lao động, để họ có cái cuộc sống nó ổn định, để họ có thể đóng góp vào cái việc vận hành, khai thác sử dụng nhà máy một cách hiệu quả. Và tôi cũng đề nghị với Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn phối hợp với nhà đầu tư để xây dựng những cái khu ở cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai phổ biến những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014 của Quốc hội khóa 13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, và Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014 của Quốc hội khóa 13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo 34 xã thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu đã được nghe cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai phổ biến những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Theo đó, Luật Bảo hiểm xã hội đã bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không quy định trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Đồng thời, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là không khống chế tuổi trần từ 15 tuổi. Hạ mức sàn thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm để phù hợp với khả năng của người tham gia, mức quy định thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm y tế cũng đã mở rộng phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế như chi phí điều trị cho tai nạn lao động, khám chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích, bị tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, kể cả trường hợp bị tai nạn giao thông do vi phạm pháp luật, được chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế. Đồng thời, nâng mức hưởng bảo hiểm y tế tại tuyến tỉnh được nâng lên 60%, tuyến trung ương 40%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần nắm vững các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế sửa đổi để truyền tải thông tin của hai luật này đến cộng đồng dân cư, cũng như mọi người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về tính ưu việt, nhân văn của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức để mọi người dân hiểu được chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tích cực tham gia. Đồng thời, lãnh chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn cả nước, ngày 1 tháng 7, huyện Tĩnh Gia đã tổ chức ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Để làm tốt công tác tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016,
huyện Tĩnh Gia đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng ban, hướng dẫn các xã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tổng điều tra trên địa bàn huyện, tổ chức tuyển chọn lực lượng tham gia công tác tổng điều tra, tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo huyện, xã, tổ trưởng, điều tra viên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức cá nhân hiểu rõ mục đích yêu cầu của cuộc tổng điều tra. Qua đó sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp kịp thời đầy đủ chính xác thông tin cho điều tra viên. Trong đợt này, huyện Tĩnh Gia huy động 476 tổ trưởng, điều tra viên tiến hành điều tra ở 411 địa bàn nằm trong khu vực được điều tra. Trong đó khu vực thành thị là một địa bàn. Tổng số hộ dự tính phỏng vấn điều tra là 61.500 hộ. Cuộc tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, riêng nghiệp và thủy sản và nông thôn trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng 3 mục đích chính: đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phục vụ so sánh quốc tế các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu. Vì vậy, công tác tổ chức thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu cuộc tổng điều tra yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của phương án điều tra, đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ kịp thời, tránh trùng sót phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi, và việc quản lý tài chính phải đảm bảo đúng chế độ hiện hành, sử dụng kinh phí tiết kiệm hiệu quả. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu thập thông tin ở địa bàn điều tra đúng thời điểm, tiến độ quy định và tuân thủ nguyên tắc điều tra. Thưa quý vị và các bạn, cùng với gần 900.000 thí sinh trong cả nước, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7, hơn 1.000 thí sinh ở 3 điểm thi trên địa bàn huyện ta cũng đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2015-2016. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2015-2016 tại huyện Tĩnh Gia được thành lập 3 điểm thi với 48 phòng thi, 1.135 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp. Trong đó, tại điểm thi Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1, bao gồm học sinh ở các trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1, Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 5, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trường Trung cấp Nghề Nghi Sơn có 23 phòng thi với 544 thí sinh. Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 2, bao gồm học sinh các trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 2 và Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 4 có 16 phòng thi với 348 thí sinh. Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 3, bao gồm học sinh các trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 3, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nghi Sơn có 9 phòng thi với 207 thí sinh. Ngày 1 tháng 7, các thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 180 phút, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 2 tháng 7, buổi sáng các thí sinh thi môn Văn, thời gian làm bài 180 phút. Từ chiều ngày 2 đến hết ngày 4 tháng 7, các thí sinh chỉ thi một trong 4 môn tự chọn đã đăng ký. Nhìn chung kỳ thi năm nay, các trường trung học phổ thông được đặt điểm thi đã có sự chuẩn bị tốt cả về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện cần thiết để phục vụ kỳ thi. Lực lượng bảo vệ làm tốt công tác bảo vệ trật tự, an ninh, an toàn cho 3 điểm thi. Bên ngoài cổng trường không có tình trạng người dân tụ tập đông gây mất trật tự. Trong phòng thi, không khí yên tĩnh, các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài thi. Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi cấp huyện, trong 4 ngày thi, ở môn Toán vắng 6 thí sinh, môn Tiếng Anh, số đăng ký dự thi là 919 thí sinh, vắng 6 thí sinh, môn Ngữ Văn vắng 7, môn Địa lý đăng ký dự thi 716 thí sinh, vắng 5 thí sinh. Như có sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo thi cấp huyện cũng như sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành chức năng, nên kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2015-2016 trên địa bàn huyện ta đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sáu tháng đầu năm 2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tĩnh Gia đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch huy động vốn và công tác tín dụng trên địa bàn huyện.
Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tĩnh Gia đã tập trung huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ cộng đồng dân cư, tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, khai thác đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn huyện. Đồng thời, tập trung khai thác nguồn vốn không kỳ hạn, phát triển mạnh dịch vụ thẻ, trả lương qua tài khoản. Từ đó, tạo nguồn không kỳ hạn kết dư trên tài khoản cá nhân. Về công tác tín dụng, ngân hàng đã bám sát các mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, tập trung cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn vay vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là cho khách hàng vay vốn đầu tư tại khu kinh tế Nghi Sơn. Tiến hành khảo sát, điều tra các hộ ngư dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 để giải ngân, và mở rộng các đối tượng vay vốn, nâng mức vay vốn không phải đảm bảo bằng tài sản, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương cả nội ngoại tệ đạt 1.013 tỷ đồng, tăng 202 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng đạt 24,9%. Tổng dư nợ cho vay là 917 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ theo ngành nông nghiệp 237 tỷ đồng, thủy sản 180 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 353 tỷ đồng, ngành khác 147 tỷ đồng. Nợ quá hạn trên địa bàn chiếm trên 6,4 tỷ đồng, bằng 0,7% tổng dư nợ trong 6 tháng đầu năm. 6 tháng cuối năm 2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tĩnh Gia tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác huy động vốn, nhất là nguồn vốn không kỳ hạn, phấn đấu huy động đạt từ 885 tỷ đồng trở lên. Tiếp tục ưu tiên vốn vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các lĩnh vực ưu tiên của nhà nước, v.v. Phấn đấu tổng dư nợ đạt trên 1.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm dưới 0,5%. Trong 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ được sự quan tâm của Sở Y tế, cấp ủy chính quyền huyện nhà, đội ngũ cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia đã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia hiện có quy mô giường bệnh là 200 giường, có 4 phòng chức năng và 10 khoa lâm sàng với trên 200 cán bộ y bác sĩ. Xác định công tác khám chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cũng như là một chỉ tiêu để đánh giá chất lượng chuyên môn. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các khoa phòng thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Y tế, các chế độ chức trách chuyên môn phục vụ tận tình chu đáo người bệnh. 6 tháng đầu năm, bệnh viện đã tiếp nhận 27.879 lượt bệnh nhân đến khám, bằng 92% so với cùng kỳ. Trong đó, số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 6.646 người. Nhiều kỹ thuật mới tiếp tục được các khoa phòng áp dụng để điều trị cho người bệnh, đem lại kết quả tốt, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có bảo hiểm y tế, người nghèo, trẻ em, người có công với cách mạng. Bên cạnh thực hiện công tác chuyên môn, thì việc đầu tư trang thiết bị cho công tác khám chữa bệnh, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cũng được bệnh viện chú trọng. 6 tháng đầu năm, bệnh viện đã tổ chức được một lớp học chuyên môn cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh trong bệnh viện, đồng thời tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm quyết định 151 của Bộ Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia có chức năng là tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân về ngoại khoa. 6 tháng đầu năm, khoa đã tiếp nhận trên 1.300 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Cùng với đó, đội ngũ y bác sĩ của khoa đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới trong điều trị cho bệnh nhân đạt kết quả tốt như phẫu thuật nội soi ổ bụng, nội soi cắt ruột thừa, cắt túi mật, phẫu thuật bảo tồn lách sau chấn thương, phẫu thuật thay khớp, háng bán phần và toàn phần, phẫu thuật thoát vị bẹn bằng phương pháp đặt tấm lưới nhân tạo, v.v. Trên cơ sở những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2016, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia tiếp tục tăng cường đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân,
đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y bác sĩ. Đồng thời phối hợp với các ngành hữu quan của huyện, chỉ đạo các xã xây dựng xã chuẩn về y tế trong năm 2016 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2016-2020 và thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, bão lụt cũng như phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Sau tháng đầu năm 2016, khu du lịch biển Hải Hòa đã đón trên 70.000 lượt khách. Đặc biệt, trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đã có khoảng 10.000 lượt du khách về với biển Hải Hòa. Hiện nay, khu du lịch biển Hải Hòa có 8 khách sạn và gần 10 nhà hàng. Trong đó, 6 tháng đầu năm đã có thêm 2 khách sạn đi vào hoạt động, đó là khách sạn Victoria quy mô 9 tầng với 90 phòng và khách sạn Hưng Sơn với 80 phòng. Để mùa du lịch năm 2016 diễn ra an toàn, thu hút nhiều du khách, thời gian qua, Ban xúc tiến đầu tư và quản lý khu du lịch Hải Hòa đã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về khu du lịch, chỉnh trang sửa chữa lại các biển báo, biển chỉ dẫn đường vào khu du lịch, phối hợp với các ngành chức năng của huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các nhà hàng, khách sạn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của nhà nước. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và chiến dịch Hãy làm sạch biển, Ban xúc tiến đầu tư khu du lịch biển Hải Hòa cũng đã phối hợp với huyện đoàn, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, đội tình nguyện của công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn và đoàn thanh niên xã Hải Hòa tổ chức gia quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển, nhìn làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn cho du khách, nhất là trong những ngày thời tiết xấu. Trong tháng 4 vừa qua, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 cũng đã thành lập đội cứu hộ cứu nạn và thường trực tại biển Hải Hòa, từ đó đã góp phần đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan tắm biển. Những tháng còn lại trong mùa du lịch năm 2016, Ban xúc tiến đầu tư và quản lý khu du lịch Hải Hòa cùng với chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bãi biển, phối hợp với phòng cảnh sát chữa cháy số 2 làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn cho du khách, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về khu du lịch biển Hải Hòa, làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng của huyện, tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các nhà hàng, khách sạn, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, nề nếp, kỷ cương, thu hút ngày một nhiều du khách về với khu du lịch biển Hải Hòa. Trường Lâm là địa phương có địa hình phức tạp với 4 hồ đập lớn nhỏ. Vì vậy, công tác phòng chống lụt bão luôn được cấp ủy chính quyền địa phương ở đây đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo tuyệt đối về an toàn tính mạng cho người dân trong mùa mưa lũ năm nay, nhất là nhân dân ven sông, khe suối, hạ lưu các hồ đập, đồng thời bảo vệ tuyệt đối cho các tuyến đê, kè, cống, hồ đập trên địa bàn. Ngay từ đầu tháng 5 năm 2016, xã đã tổ chức triển khai phương án phòng chống lụt bão tới cán bộ, đảng viên và nhân dân với các nhiệm vụ cụ thể là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã về pháp lệnh đê điều, pháp lệnh phòng chống lụt bão, các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống lụt bão cho người dân ở các thôn trên địa bàn biết thực hiện. Tổ chức kiểm tra các công trình phòng chống lụt bão, tiến hành tu sửa, khắc phục trước mùa mưa bão. Ngoài ra, các tình huống giả định khi có bão lũ xảy ra cũng được chính quyền địa phương đưa ra như tổ chức di dời nhân dân ở khu vực hồ Đồng Đáng, huy động các lực lượng hộ đê khi nước lũ dâng, phòng chống ngập úng. Song song với tình huống giả định thì cách khắc phục, tổ chức thực hiện cũng được triển khai cụ thể với phương châm 4 tại chỗ. Nhìn chung, đến thời điểm này, mọi vật tư, trang thiết bị để ứng phó với lụt bão đã được địa phương chuẩn bị đầy đủ. Với sự chỉ đạo chuẩn bị chu đáo đầy đủ về phương tiện, lực lượng, tin rằng công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở xã Trường Lâm trong năm 2016 sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. Thực hiện chỉ thị số 04 ngày 13 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy, công văn số 666 ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Theo đó, xã Hải Bình được lựa chọn là địa bàn thực hiện diễn tập, quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện,
xã Hải Bình đã chủ động triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ thị. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và công tác tham mưu trực tiếp của Ban chỉ đạo diễn tập huyện, xã Hải Bình đã tiến hành thành lập ban tổ chức và các tiểu ban diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban phụ trách, huy động phương tiện, lực lượng tham gia theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, xã Hải Bình đã huy động 5 tàu có công suất 240 CV là phương tiện dùng cho công tác diễn tập, 275 người tham gia diễn tập và các phương tiện như xe khách, xe kéo,